Hạt ngũ hoa hay còn gọi là hạt đình lịch là loại hạt có nguồn gốc từ thiên nhiên và được biết đến như là một loại thần dược giúp điều trị nám, tàn nhang và một số bệnh liên quan đến da. Với những công dụng tuyệt vời như vậy nên hạt ngũ hoa được hội chị em phụ nữ săn đón nhiều nhất. Những người mà đặc biệt quan tâm đến sắc vóc của mình. Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã biết đến công dụng thần kỳ của loại hạt này hay chưa? Hãy cùng Thảo Dược Đức Thịnh tìm hiểu về loại hạt này nhé. Hạt ngũ hoa có công dụng là làm mặt nạ, có tác dụng là làm mát da, hút mủ trong mụn, kiểm soát lượng dầu, làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang, giúp da căng bóng, trắng sáng, hết mụn nhọt, mụn cám và mẩn ngứa do dị ứng, giúp làn da khỏe đẹp và sáng mịn. Cách sử dụng hạt ngũ hoa như sau, thì bạn lấy 3 thìa cà phê hạt ngũ hoa rồi cho vào nước ấm đảo đều lên. Khi gặp nước ấm thì hạt ngũ hoa sẽ kết dính lại, tạo thành một màng. Thì bạn chải đều lên mặt để sau 30 phút rồi rửa mặt đi. Khuyến khích là sử dụng từ 2 đến 3 lần một tuần để có hiệu quả tốt nhất. Khi đến với sản phẩm của Thảo Dược Đức Thịnh thì nguồn gốc hoàn toàn là tự nhiên, không có chất bảo quản và hương liệu. Chúng tôi sẽ hoàn tiền ngay nếu như khách hàng không ưng ý về sản phẩm. Nhận hàng trước, trả tiền sau và chúng tôi nhận giao hàng trên toàn quốc. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi ạ. Xin chào.